gặp lại quý vị khán giả trong chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Cô Hà ơi, Ngọc Hương không biết hồi nhỏ cô Hà như thế nào nha, nhưng mà riêng bản thân Ngọc Hương á, từ nhỏ và đến tận bây giờ luôn, Ngọc Hương lúc nào cũng thích ăn trứng á cô Hà. Đúng rồi đó Ngọc Hương, và đa số các em bé đó thì hầu hết thì đều thích ăn trứng, bởi vì trứng sau khi chế biến xong á thì sẽ có mùi vị thơm ngon nè, dễ ăn, không ngán và lại rất là bổ dưỡng nữa đó. Thì bởi thích ăn trứng đến nỗi á nên là mọi người cứ gọi em là đảo trứng. Không chỉ có một mình Ngọc Hương thôi đâu, các vị phụ huynh nó thường dùng những cái danh từ rất là đáng yêu, ví dụ như là đạo trứng nè hay là thần trứng á, để chỉ các em bé mà thích ăn trứng giống như Ngọc Hương vậy đó. Nhưng mà quý vị phụ huynh lưu ý rằng không nên cho trẻ ăn quá nhiều trứng, bởi vì dư thừa các chất dinh dưỡng thì cũng sẽ dễ cho dẫn tới các bé bị rối loạn tiêu hóa. Nếu mà cho trẻ ăn trứng thì nên phối hợp với lại một số thực phẩm, thí dụ như rau củ chẳng hạn, để cân bằng các yếu tố về dinh dưỡng cho các bé nha. Mà cô Hà ơi, cô Hà vừa nói như vậy với quý vị khán giả và Ngọc Hương á, hay là sẵn chủ đề món hè đa sắc, cô hãy hướng dẫn cho quý vị khán giả và Ngọc Hương một món ăn chế biến trong tích tắc và có trứng là nguyên liệu đi cô. Được rồi, hôm nay cô sẽ tặng cho các bé nhỏ của chương trình và bé bự Ngọc Hương một món ăn được chế biến từ trứng rất ngon, có tên gọi là trứng hấp rau củ. Để làm món trứng hấp rau củ, chúng ta cần chuẩn bị 4 quả trứng gà, một bột ốc heo, đậu cô ve, hạt sen luộc, cà rốt, hành lá, củ gừng, nước gừng, tiêu và hạt nêm arugon. Cô Hà ơi, món trứng hấp rau củ mà sao có ốc heo nữa vậy cô Hà? Ngọc Hương biết không? Sự kết hợp giữa trứng, ốc heo và các loại rau củ thì sẽ giúp món ăn được cân bằng các cái dưỡng chất, và đồng thời món ăn sẽ có nhiều màu sắc, giúp cho trẻ ăn được nhiều rau củ hơn nữa. Cô Hà ơi, Ngọc Hương thấy là cô Hà đã sơ chế phần ốc heo rồi, nhưng mà mỗi lần khi ăn ốc heo á, Ngọc Hương hay có một cái cảm giác là ốc heo hơi bị tanh đó cô. Đúng rồi, ốc heo thì rất là hay bị tanh, nhưng mà nếu mà mình biết sơ chế thì nó sẽ không còn bị tanh nữa. Là Ngọc Hương thấy là ốc heo sau khi mua về cô đã làm sạch bằng cách là cô gỡ sạch hết cái màng gân máu ở bên ngoài. Mình sẽ dùng một cái cây tăm, mình dùng đầu nhọn, sau đó mình sẽ xuyên qua cái màng máu đó, sau đó mình gỡ lên và mình quấn cuốn nhẹ theo một chiều. Cứ như vậy thì mình sẽ làm sạch cái màng máu này rất là dễ dàng. Dạ. Tiếp theo thì cô sẽ trụng cái phần ốc heo này qua nước sôi, và trong nước sôi đó mình sẽ cho một ít củ gừng đặc giặt ha. Dạ. Cho củ gừng mình đã đặc giặt cho vào nồi nước này ha. Tiếp theo thì cô sẽ cắt cái phần rau củ này. Cà rốt thì cô cũng cắt như thế nào hả cô? Cũng cắt hạt lựu luôn em. Dạ. Nước sôi rồi nè cô Hà ơi. Rồi sau khi nước sôi thì em cho cái ốc heo vào trong đó mình trụng sơ. Cô Hà ơi, khi mà cho ốc heo vào trụng á thì mình trụng trong bao lâu hả cô? Mình trụng khoảng chừng 30 giây thôi em. Phần hành lá này cô cũng cắt nhỏ luôn ha. Dạ. Cô Hà ơi, em vớt ốc heo ra nha. Rồi em vớt ốc heo ra cô nha, nhớ là dũng nước cho ráo ha. Dạ. Sau khi mình trụng cái phần ốc heo này ha, mình sẽ làm nhỏ ra. Dạ. Dành cho nó bể ra thôi ha. Dạ. Sau đó mình sẽ nêm vào trong đây một muỗng canh nước gừng. Dạ. Ngọc Hương biết không, nước gừng này thì sẽ khử cái mùi tanh rất là tốt á. Rồi cô nêm thêm vào đây một ít tiêu, mình trộn đều lên. Dạ. Tiếp theo thì phần trứng gà này cô sẽ đặt vào tô. Nhưng mà trước khi mình làm công đoạn này thì bây giờ mình đắp lên đây một cái sữa nước sôi, để sau khi mình làm xong là mình hấp thì sẽ rất là nhanh đó. Rồi và cô sẽ đập trứng gà. Sau khi mình đập trứng gà xong thì mình sẽ đánh cho trứng gà này nó tan ra, và mình sẽ rây lại. Mình sẽ cho qua một cái rây, mình rây trứng lại. Sau khi mà mình đã chuẩn bị trứng xong rồi ha, mình sẽ cho trứng vô chung với ốc heo. Dạ. Và cho tất cả mọi rau củ quả này cho vô, hạt sen, cà rốt, đậu cô ve và cả hành lá luôn. Cả hành lá luôn em ạ. Dạ. Mình sẽ nêm vào đây 2 muỗng cà phê hạt nêm arugon. Dạ. Sau đó mình khuấy cho đều lên ha. Dạ. Vậy cô sẽ múc vào từng chén ha. Trước khi hấp thì mình sẽ dùng những cái màng bao thực phẩm mình dán cái mặt lại, rồi mình sẽ cho vào nồi hấp ha. Rồi. Cô Hà ơi, ở nhà mỗi khi mà Ngọc Hương hấp một cái loại nguyên liệu nào á, thường á là cái bề mặt hay bị rỗ, nếu mà Ngọc Hương không có dùng màng bao thực phẩm á cô Hà. Không biết là mình nếu mà không sử dụng màng bao thực phẩm thì có cách nào để mình khắc phục cái điều này không cô?
Dễ lắm Ngọc Hương à. À, nếu như mà mình không sử dụng màng bao thực phẩm á, thì mình khi mà mình hấp thì thỉnh thoảng mình nhớ là mình xả hơi, nghĩa là mình mở nắp ra xả hơi nước để cho cái nước nó không có linh động lại, nó không bị nhiễu xuống cái mặt thực phẩm là cũng được rồi. Mình sẽ mở nắp ra và mình sẽ dùng một cái que tăm như thế này mình thử ha. Ngọc Hương nhớ là mình sẽ sơn vào đây, khi nào mà mình rút lên mà mình thấy là cái trứng không có dính vào trong tâm này nữa thì đã chín rồi. Quý vị khán giả thân mến, để kiểm tra độ chín của món trứng hấp rau củ thì chúng ta sẽ dùng một cây que xuyên từ trên xuyên xuống. Nếu trứng không còn dính trên que, nghĩa là món ăn của chúng ta đã chín rồi. Cô sẽ trang trí một ít lên để cho món ăn mình thêm đẹp nữa ha. Dạ. Và Ngọc Hương nhớ là muốn ăn ngon thì mình sẽ ăn khi nó còn nóng thì nó ngon hơn ha. Dạ. Và đây là phần của Ngọc Hương, cô mời Ngọc Hương thưởng thức ha. Dạ, cảm ơn cô Hà. Béo béo, ốc heo nè, trứng nè, cà rốt, đậu ve thì chín vừa nè. Đặc biệt á là chỉ có sử dụng hạt nêm Aji ngon thôi, nhưng mà món ăn của mình rất là đậm đà và vừa ăn đó cô. Món hè đa sắc. Quý vị khán giả thân mến, tin chắc là quý vị sẽ thành công và chinh phục được tất cả các bạn nhỏ của mình với món trứng hấp rau củ. Và đừng quên gửi thư về cho chương trình ở hộp thư số 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, hoặc là gọi điện thoại đến trung tâm tư vấn khách hàng của công ty Ajinomoto 083 823 7557. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm và yêu mến chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.